Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi sử dụng giấy phép lái xe giả không do các cơ quan chức năng cấp, cũng như các hành vi vi phạm khác khi tham gia giao thông. Hội đồng sát hạch, tổ sát hạch, cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật tự kiểm tra ra soát có kế hoạch biện pháp cụ thể để tăng cường công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác đào tạo sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại cơ quan đơn vị cơ sở